Theo số liệu của Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong học sinh, chủ yếu là nhóm tuổi từ 13 đến 15, tăng từ 0,2% năm 2014 lên 0,8% năm 2022. Bên cạnh đó, việc sử dụng các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ cũng tăng nhanh, gây nhiều hệ lụy. Để giảm thiểu thực trạng này, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cả xã hội. Tiết chào cờ đầu tuần, gần 900 em học sinh trường Trung học phổ thông số 2 Bảo Thắng được cán bộ trung tâm y tế huyện trực tiếp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, giúp các em hiểu rõ và có thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh. Những cái biện pháp mà đoàn trường đã đưa ra là thứ nhất là quy định rất là rõ ràng trong nền nếp đối với học sinh. Thứ hai là tuyên truyền kết hợp với ban lãnh đạo nhà trường có sự tuyên truyền rất là sâu sắc đến sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình. Trung tâm y tế tổ chức nhiều buổi đến các nhà trường để cho đối tượng học sinh và các nhà trường thấy được cái tác hại của việc hút thuốc lá. Để học sinh nói không với thuốc lá, bên cạnh nỗ lực của nhà trường thì vai trò của gia đình là rất quan trọng. Các bậc phụ huynh cần quản lý sát sao, giúp con em mình hiểu đúng, hiểu rõ về mối nguy hại của thuốc lá đối với sức khỏe, đặc biệt là ở địa bàn vùng cao khi tình trạng hút thuốc lào, thuốc lá còn khá phổ biến. Bên cạnh đó, cha mẹ cần nêu gương để con em mình tránh xa khói thuốc. Về thuốc lá thì em cũng không hút và ở nhà mà mình cũng làm gương để cho con gái nó theo và nó không hút. Tư vấn rất nhiều tác hại về thuốc lá và khi em về quê nghỉ hè thì em có mấy bạn em thường tuyên truyền là không hút thuốc lá bởi vì hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, càng ngày càng yếu đi. Theo các chuyên gia y tế, cả hai dạng điển hình của thuốc lá thế hệ mới là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều có chứa các thành phần hóa chất rất độc hại. Đáng chú ý là với thanh thiếu niên, do thể chất đang phát triển nên khả năng gây hại cao hơn nhiều so với người trưởng thành. Nếu hút trong thời gian dài, thuốc lá điện tử sẽ gây nghiện, ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần, suy giảm khả năng học tập, lao động. Vậy nên việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội loại bỏ khói thuốc ra khỏi môi trường học đường là rất cần thiết, bảo vệ sức khỏe, thể chất và tinh thần cho học sinh.